Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, hôm nay là ngày Chủ Nhật, ngày nhằm ngày 30 tháng 3 năm 2008, để tiếp tục lần trước, như tôi đã thông báo với các Phật tử gần xa đấy, nếu như có thể được và công việc làm có thể trôi chảy thành công thì tôi hy vọng rằng mỗi một tuần vào ngày Chủ Nhật, giống như là chúng ta làm công việc này, hướng dẫn tu học cho các vị trong mấy mươi năm qua, vào mỗi sáng Chủ Nhật. Bây giờ chúng ta không có duyên, không có điều kiện tới trường, tới lớp nữa, thì cái cách mà chúng ta học theo cái việc làm của ngành giáo dục của thế gian là cái cách người ta gọi là đào tạo từ xa, giáo dục từ xa. Thế thì hôm nay là để tập tỉnh thử đi trên con đường ấy. Thì hôm nay là lần thứ hai tôi tiếp tục truyền đạt, hướng dẫn các vị học chánh pháp, để hành chánh pháp, để có tiến bước mãi trên con đường tu học của chúng ta. Như lần trước các vị, nếu các vị có nghe thì lần trước thì tôi trình bày về cái đề tài là tham thiền. Vì tôi xin nhắc thì các Phật tử gần xa lưu ý, tham thiền là một vấn đề mà người đệ tử Phật cần phải học kỹ để mà ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình. Tôi xin các vị lưu ý, xin Phật tử lưu ý, đạo Phật của chúng ta, nếu gọi là người đệ tử Phật, tu theo đạo Phật, các vị nên lưu tâm để ý mà học Phật. Nếu các vị không lưu tâm, không để ý học Phật thì các vị gọi là đệ tử Phật, và có khi là cả đời mình gọi là làm Phật sự, gọi là tu theo Phật, mà thì thật không trúng đạo Phật đâu. Tôi có thể nói thẳng và nói khó nghe, mà nhiều người có thể là bực bội không chừng, là đạo Phật của chúng ta không phải là cái đạo cầu nguyện. Đạo Phật mà học Phật mà cầu nguyện thì chỉ là mình bước vào tới cái thềm chùa, cái thềm của đạo lý, chứ mình chưa được bước lên cái ngôi nhà của chùa, cái ngôi nhà của đạo lý đối với đạo Phật. Đạo Phật mà chỉ cầu nguyện, chỉ lễ bái, khấn nguyện thì cái đó không phải đạo Phật.
Nói cái đó là khó nghe đấy. Đạo Phật là học chánh pháp, rồi ứng dụng chánh pháp, thực hành chánh pháp trong cuộc sống của mình, chứ không phải là cầu nguyện. Thì trong một cái tập thơ mà tôi có làm một cái bài, cái bài thơ đó tôi viết, tôi làm ra nếu Phật tử mà có đọc là sẽ không vui đâu. Phật tử học Phật mà sâu rồi đó thì nghe thì vui. Tôi được lắng nghe có một số Phật tử người ta được đọc cái bài đó, người ta tỏ ngộ chân lý, người ta rất là vui. Nhưng mà theo tôi biết á, thì có một thành phần Phật tử nghe không vui nổi mà lại còn buồn nữa cơ. Và thậm chí là không nghe tôi nữa, không nghe tôi giảng, không nghe tôi dạy, không học với tôi. Đó là cái bài thơ mà tôi làm ở trong cái tập thơ của Như Nguyễn Thiệu Sư. Cái đầu đề là lễ bái. Trước sau như một, từ mấy chục năm qua chứ không phải mới đây, những cái bài giảng mà tôi hướng dẫn cho Phật tử tu học, tôi giảng cho Phật tử nghe đó, luôn luôn là tôi nhắc nhở rằng là người đệ tử Phật tu theo đạo Phật không phải là cái đạo cầu nguyện và lễ bái. Trước sau như một. Vì cho nên là thì khi mà tôi rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh mà tôi đi ở một cái chỗ mà nó có cái môi trường thuận lợi, vắng vẻ, thanh tịnh, nó làm cho cái đầu của tôi nó nhẹ nhàng ra, và tôi bớt cái công việc giảng và dạy học. Thành ra là cái đầu, cái óc, cái trí não thành thật mà nói, nó có thanh thản nhiều, nó trong sáng nhiều, nó yên lặng nhiều. Cho nên là khi mà tôi ở tại Liễu Liễu Đường ở gần Đà Lạt thì nhờ cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái khí hậu, cảnh tịch tâm không lành, lạnh mát, chánh lòng lưu luyến, luyến thiên nhiên. Đó là hai câu thơ của tôi ở trong một bài thơ khác. Và do cái môi trường, cái hoàn cảnh mà cảnh tịch tâm không lành, lạnh mát, chánh lòng lưu luyến, luyến thiên nhiên đó, mà tôi sáng tác rất nhiều thơ. Thơ gọi là thơ chơi. Nếu các vị nào có đọc cái bài thơ của tôi, trong cái lời quy lộ tôi gọi là thơ làm để mà chơi. Nhưng mà thường thường tôi cũng già, tôi giảng mấy lúc ra tôi cũng nói các vị đó, thường thường là tôi hay dùng cái chữ chơi đó. Thế thì bây giờ tôi lên trên đồi, trên núi, trên rừng Tây Nguyên tôi ở, tôi cũng gọi là chơi, cái chương trình chơi, cái lý tưởng chơi, cái tông chỉ chơi đó, thì trước sau như một tôi vẫn không có bỏ. Cho nên trên đó tôi cũng có làm thơ chơi. Cái chơi đó nó như thế này, tôi xin giới thiệu cái cách chơi của tôi. Và tôi có một vị huynh đệ nữa, một thiền sư cũng là ái mộ về cái chơi trong cái đời tu tập của mình.
Nghĩa là mọi thứ thấy nó đơn giản, nó nhẹ nhàng, nó không có gì quan trọng, thành ra gọi là chơi. Thì tôi nói cái cách chơi như thế này, huynh đệ tôi, vị thiền sư mà đồng ý với tôi trên con đường tu tập để chơi đó, thì chơi như thế này. Đây cũng là một bài thơ nữa tôi mới làm để nói đến cái lập trường của mình, lập trường chơi của mình. Thưa nếu có, thưa rằng nếu có, nếu có pháp lữ hỏi huynh răng đứng nơ, xin đáp đời tôi đọc có chơi. Đó là hai câu thơ trong bốn câu thơ trong cái lời khi lộ của cái tập thơ của Như Nguyễn Thiền Sư. Pháp lữ hỏi huynh răng đứng nơ, xin đáp đời tôi đọc có chơi. Chơi chờ chân cứng đá mềm, trời yên biển lặng mọi miền đầy hoa. Chơi như thế đấy. Chơi chờ xuân đến đông qua, cho tâm rỗng lặng như bầu thái hư. Trong lúc chơi đó là có chờ, chờ cho chứng cứng đá mềm, cho trời yên biển lặng mọi miền đầy hoa, đầy nhạc đầy hoa, giống như là trong kinh Cực Lạc nói, trong kinh A Di Đà nói cảnh giới Cực Lạc thì nhìn đâu cũng là hoa mà nhìn đâu cũng là nhạc vậy đó. Cho nên cái chơi đây là chơi chờ chứng cứng đá mềm, trời yên biển lặng mọi miền đầy hoa, nhìn đâu cũng hoa cũng nhạc. Chơi chờ xuân đến đông qua, cho tâm rỗng lặng như bầu thái hư. Nghĩa là ngày tháng thì cứ trôi qua, còn mình thì rèn luyện, tu tập. Tu tập cho tới khi nào mà cái tâm mình rỗng lặng, nó trong sáng, nó thanh tịnh như là bầu thái hư vậy đó. Chơi kiểu vậy đó. Chơi như thở bé ngày nào, nhìn trăng trăng sáng, nhìn trời trời xanh. Cái câu đó là nghe như dễ vậy chứ mà nếu mà học đạo hành đạo nó khó lắm. Chơi như thở bé ngày nào hồi mình còn nhỏ, lúc đó gọi là anh nhi. Trong kinh Đại Niết Bàn có cái phẩm gọi là anh nhi hạnh, mà cái người lớn tuổi rồi mà tu tập mà trở thành được như anh nhi hạnh là một việc rất là khó khăn. Phải dụng tâm dụng ý, phải vận dụng công phu tu tập thiền quán thì nó mới trở thành cái anh nhi hạnh được. Chứ còn không thì rồi khi mà con người mà quên đạo thì nó vừa có thể sát sanh, vừa có thể trộm cướp, vừa có thể tà hạnh, vừa có thể vọng ngôn, ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, tham sân si, và trong đó có cái điều thứ năm của trong ngũ giới cấm là rượu chè. Bên nam giới mà rượu chè mà xa vào rượu thì là nó sinh ra nhiều thứ tội lỗi. Rượu không phải giết người mà uống rượu có thể giết người. Rượu không phải trộm cướp mà uống rượu vào có thể làm việc trộm cướp mà không ngại ngùng. Rượu không phải tà hạnh mà uống rượu rồi có thể tà hạnh không xấu hổ, không thẹn thùng. Rượu không phải là nói láo, nói lưỡi, đôi chiều, nói lời thứ dịch, nói lời hung ác, mà khi uống rượu vô rồi có thể là làm những điều đó không có gì ngại ngùng hết. Cho nên là
khi mà lớn lên rồi đó mà mình không có đóng được cái cửa lòng của mình, mình không bế quan được cái ý chí, cái ý thức, mà khi mà nó mở cửa nó tung ra, nó làm những việc sai lầm mà mình không đóng, không khép lại được, thì nó làm nhiều thứ tội lỗi lắm, nó làm đi mất cái chất anh di hành, mất cái chất mà chỉ như thở bé ngày nào nhìn trăng, trăng sáng nhìn trời, trời xanh, nghĩa là trăng nó sáng như thế là mình thấy nó sáng như thế. Mình không có khởi cái tâm, khởi cái niệm phân biệt gì khác, thấy trăng là thấy trăng, thấy trăng sáng là trăng sáng, thấy sáng đẹp là hay sáng đẹp, nhìn trời thấy trời, trời xanh là thấy trời xanh, trời xanh là trăng sáng là trăng sáng, trời xanh, không có để cái tâm gì mà phân biệt tốt hay xấu, hơn hay thua, lấy hay bỏ gì cả. Bởi vì đây là cái tuổi bé mà, tuổi bé thơ ngày nào. Còn cái chất, cái tấm chất của một đứa con nít mà cái nước bạn gọi đó là anh nhi hạnh. Thì nó chơi mà chơi cái kiểu là chơi như thỏ bé ngày nào, nhìn trăng trăng sáng, nhìn trời trời xanh, chơi trời di lạc hạ sanh, chơi mà chơi cái kiểu chơi của cái người tu sĩ là vậy đó. Chơi trời di lạc hạ sanh, ô kìa di lạc giáng sanh đã nhiều, chơi mà tư duy, chơi mà quán chiếu, chơi mà thiền định. Cho nên là đối với một vị thiền sư đó, gọi là chơi đó, mà ta thấy gì là hạ sanh nhiều lắm rồi đó. Cho nên thiền sư không có lại vía gì lạc vào cái tối mùng một đâu, lại uống công, nó chai đầu gối, nó chai cái trán. Di lạc cái đâu có ở cái tối mùng một mà lại cho mất công. Bây giờ đây đã cứ theo kinh điển của Phật mà nói đó, thì nói hẹp là nước Việt Nam ta, theo cái bộ mà dân số môi trường gì đó, người ta cho biết rằng đại để là nước Việt Nam ta hiện giờ là có 82 triệu người, trên dưới 82 triệu. Thì qua cái nhãn quan của đạo Phật và cái nhận thức của đạo Phật và qua lời thọ ký của Phật trong các kinh điển đại thừa, thì thật là Phật đã thật, chúng sinh, tất cả chúng sinh là Phật sẽ thật, tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành, tất nhiên là tất cả chúng sinh là Phật vị lai. Vậy thì tất cả mọi người, 82 triệu người trên đất nước này, qua cái nhãn quan, cái nhận thức của đạo Phật là 82 triệu di lạc ra đời đó. Bởi vì 82 triệu người đó ai cũng có khả năng thành Phật, và nếu tu hành thì ai cũng đều được thành Phật. Cho vậy cho nên 82 triệu người là 82 triệu di lạc rồi đó. Nó rộng ra nữa. Trên thế giới bây giờ các cái nhà nhân chủng học, dân số học, người ta cho biết hiện giờ cái quả địa cầu của chúng ta gộp lại tất cả bao nhiêu nước trên quả địa cầu thì sắp xỉ trên dưới 84 tỷ người. Thì cũng qua cái nhãn quan và cái nhận thức của đạo Phật, với cái lời dạy của Phật là tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, tất cả chúng sanh sẽ thành Phật, thế thì nói chung lại là quả địa cầu có 84 tỷ người rồi đó. 84 tỷ người đó tức là đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật đó.
chứ đừng đợi ông Phật Di Lặc ở ở đâu nữa hết, đừng đợi ở những năm sau này gì nữa hết. Bởi vì mọi người là Phật sẽ thành, mà Di Lặc là một người sẽ thành Phật. Vậy thì mọi người, 84 tỷ người trên thế giới bây giờ sẽ thành Phật, thì 84 tỷ người đó được quyền nói đó là Di Lặc, là đương lai hạ sanh thành Phật sau này. À, cho nên cái bài chơi này nó chơi chờ Di Lặc hạ sanh. Ô kìa Di Lặc, giáng sanh đã nhiều nước Việt Nam 82 triệu trên dưới thế giới hoàn cầu này 84 tỷ sắp xỉ trên dưới. Đó là cái cách chơi của thiền sư Như Quyển và cái cách chơi của thiền sư Viên Thích. Tôi làm cái bài này là tôi tặng cho Viên Thích thiền sư, bởi vì Viên Thích thiền sư là nhất trí với tôi là một con đường trên bước đường tu tập là chân, không có cái gì quan trọng cả. Chơi là chơi vậy đó, chơi chờ chân cứng đá mềm, trời yên biển lặng mọi miền đầy hoa, chơi chờ xuân đến đông qua cho tâm rỗng lặng như bầu thái hư. Chơi như thỏ bé ngày nào nhìn trăng trăng sáng, nhìn trời trời xanh, chơi chờ Di Lặc hạ sanh. Ô kìa Di Lặc hạ sanh, giáng sanh đã nhiều. Đó là cách chơi của thiền sư Như Quyển và thiền sư Như Thức, chơi vậy đó. Chứ trên bước đường tu hành thì chúng tôi không có chủ trương lễ bái, cho nên tôi làm một cái bài một bài thơ ở trong cái tập thơ của Như Quyển thường sư, có cái bài lễ bái, đầu đề là lễ bái. Mà tôi làm bài này là tôi cũng tặng thiền sư Duyên Thức, mà thiền sư Duyên Thức là cùng với tôi thường làm thơ ở trên đồi núi, ở trên rừng thông. Buổi tối cũng như buổi chiều thường gặp nhau là thơ, vui trong thơ và chơi. Thì cái bài thơ đầu đề là lễ bái. Lễ bái ông gì, lễ bái ai? Khó nghe đấy, tôi xin báo là khó nghe đấy. Không phải Phật tử nào cũng bằng lòng nghe. Những người không phải Phật tử thì lại càng không bằng lòng nữa. Những người là có cái tư tưởng mà là quyển hoặc quan đường, thích lễ bái, thích cầu nguyện đấng bề trên, đấng thiêng liêng nào đó thì nghe cái này không bằng lòng. Vì tôi nói cái này tôi vẫn biết rằng trong cái hàng gọi là đệ tử Phật, mệnh danh là đệ tử Phật, cũng có nhiều người không bằng lòng. Bởi vì là tuyệt đại đa số người ai cũng thích lễ bái, trừ một số ít nghiên cứu đạo Phật sâu, có tư duy, có quán chiếu, thì người ta thấy rằng cái lễ bái đó, lễ bái là cái ông gì, mình lễ bái cái ông gì. Có nhiều khi cái ông đó mình đặt ra mà từ hồi nào giờ chưa ai biết cái ông đó là sao. Ví dụ như mình lễ bái cái ông địa, gọi là ông địa ông làng, để mua may mắn mắt đó mà. Thì ông địa ông làng hồi đó xuất xứ ở đâu mình cũng không biết. Mà nếu mà mình mua một ông địa, một ông làng mình đem về mình thờ mà buôn mai mánh đất mà làm giàu, vậy thì cái lò mà nó nắng ra đó, nó tạo ra cái hình ông địa đó, cái hình ông làng gì đó. Thì ông đó rồi vậy thôi là cái ông chủ lò nắng ra cái hình ông địa đó. Rồi mấy cái bà, mấy cái ông mà gánh giỏ đi buôn bán hình ông địa đó, ôi mấy cái nhiều đó chắc là giàu ghê gớm, giàu kinh khủng. Bởi vì mình mua có một ông mà mình về mình thờ mình còn làm giàu được, tôi hối nữa là đây là ta bán cả giỏ ta đem về ta đốt nhang ra ta thờ, ta giải, ta cầu nguyện thì ta giàu tới cỡ nào. Rồi còn cái lò mà nó sản xuất ra nó in ra đó thì ông chủ lò thôi rất là giàu vô số kể.
và không tiền làm cái gì cho hết. Giả lại nữa, mình gọi là ông địa chứ kỳ thật là ông đó chẳng có ông địa gì cả, tại mình đặt là ông địa vậy thôi. Thành ra ở đây cái bài thơ tôi nói là lễ bái ông gì. Có nhiều khi mình lễ bái ông, mình gọi là ông mà kỳ thật không biết ông gì, và cũng không biết là cái lý lịch của ông đó ở đâu, xuất xứ ở đâu, mà không biết lý lịch và không biết có chỗ xuất xứ, thì là mình lễ bái vậy là lễ bái ông gì, mà lễ bái ai? Cái ông đó không có danh sách, không có đăng ký khai sinh khai tử gì trên thế giới đó. Vậy mà mình tưởng tượng ra cái mình lễ bái, mình gian sinh cái ông đó, cái bà đó, cái cậu đó. Ta lễ bái được rồi là một là ông, hai là bà, ba là cậu. Mà đâu mà thì không cầu nguyện, không lễ bái để đem lại cho mình được cái gì. Trên bài thơ có câu là lễ bái ông gì, lễ bái ai. Bao năm lễ bái, mấy năm cầu. Lễ bái nó đi đôi với cầu nguyện. Phải có lễ bái là có cầu, có khấn, có nguyện. Thành bao năm lễ bái thì mấy năm cầu. Nhưng mà bình tâm mà suy nghĩ, khách quan mà nhận xét, coi cái lễ bái và cái cầu đó có được hay không. Có thể nói thẳng rằng là không có được cái gì hết. Vì vậy cho nên cái câu thứ ba là khấn cầu không được. Câu thứ ba tôi xác định là khấn cầu không được. Dựa vào đâu mà biết? Là dựa vào cái đời sống của chúng ta, cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta là hên và xui, hên xui mãi. Khấn cầu không được, hên xui mãi. Nếu mà mình khấn cầu được thì là hên hoài chứ đâu có xui. Bữa nay mình cá độ đua ngựa, mình cá độ là 10 triệu mình ăn. Mình ăn rồi về cái thì mình mua bánh, thì mua thịt, mua tôm rồi mình cúng ông địa. Cúng địa mai ấy, bữa nay mình trúng 10 triệu, mai mình thấy mình gian giá hôm qua ra dường như linh nó trúng được rồi 10 triệu. Bữa nay mình tố vô ra là 20 triệu. 20 triệu là có thể ngày 20 triệu thua. Thu mất 20 triệu. Và lần sau nữa nổi cọc lên mượn tiền, dép thêm tiền ra làm 40 triệu cũng có khả năng thua nữa. Và các thứ cờ bạc khác cũng vậy, cá độ đá banh cũng vậy. Có những người cá độ đá banh trên thế giới cũng sạt nghiệp rồi cũng tự tử vậy. Và các môn cờ bạc cũng vậy, cũng không khấn cầu ông địa được, ông làng được, hay là cái ông gì đó, không khấn cầu được. Vì vậy cho nên là hên rồi xui, xui rồi thỉnh thoảng lại cũng có cái hên, hên rồi lại xui. Do vậy cho nên là người xưa ta nói rằng là đổ bát môn trung mạc khử thân, năng xử anh hùng di hạ tiền, kỷ nhân phú quý kỷ nhân bậc. Là người chơi trong cái ngành cờ bạc là đừng có chơi. Chơi vô trong cái ngành cờ bạc là nó làm cho những bậc anh hùng trở thành hạ tiện đấy. Những bậc giàu có thành sạc nghiệp, có thể là ở tù, ở tội không chừng. Nếu chơi cờ bạc, cũng có bao nhiêu ông mà mướn máy bay, ngồi trên máy bay mà đánh bài chơi. Cái này là mình cũng nghe báo chí, cũng nghe người ta nói, chứ còn tôi thì tôi không gặp mấy ông này. Bởi vì mấy ông này với mình không có tương quan trong cái môi trường sống cho nên không gặp được. Nhưng mà có nghe báo chí nói, có nghe truyền miệng rằng là có những người chơi cờ bạc mà mướn máy bay lên trên đó mà đánh bài nhau trên đó. Bay vòng vòng trên trời vậy, đánh máy bay chơi, đánh bài chơi. Rốt cuộc người đó, những người đó có người tù chung thân, có người bị tử hình rồi. Thành ra đổ bát môn trung bạc cứ thân. Đấy, chơi cờ bạc là có hên, là có xui. Nói cách khác là có ăn rồi cũng
có thua rồi cũng có ăn. Vì vậy mà nó cứ nó giữ những người cờ bạc chơi hoài, chơi liếc sạch nghiệp, chơi liếc tàn cuộc đời. Cho nên người xưa ta gọi là năng sự anh hùng di hạ tiện, bực trí thức, bực anh hùng, bực đại gia bản lãnh mà trở thành người hạ tiện. Kỹ nhân phú quý, kỹ nhân bạc, bao nhiêu người giàu sang trở thành hạ tiện, trở thành nghèo khó. Bất tính đã khám hương, đã nội nhãn tiền, suy bại kỹ đa nhân. Nếu lời tôi nói mà các anh, các bà, các ông không tin, thì hãy nhìn những người trong làng, trong xóm, trong tỉnh của ta, có bao nhiêu người nghèo cùng, suy sụp, thất bại vì sự cờ bạc, vì sự hên xui của cờ bạc, của cá độ. Mà những người cá độ, những người cờ bạc đều là có hên có xui, mà những người đó rất thích khấn cầu, mà trong đó những người khấn cầu thường khấn cầu nhiều, đó là những người biên số đề lại khấn cầu cùng thường xuyên liên tục hơn những người cá độ nữa. Ngày nào cũng biên số đề, cũng khấn, cũng cầu, mà cầu riết rồi nợ nần, rồi tan nhà, rồi hải cửa. Cho nên là cái khấn cầu là dứt khoát là có thể xác định không lầm, khấn cầu không được, mà có là hên xui mãi. Thì cuối cùng nổi giận lên: ba ngọ, ông nào nhận lễ tao? Ba ngọ đây là một cái từ là bất mãn, bất bình, chữ mới, muốn thay vô cái chữ gì, cái từ gì cũng được. Cái chữ ba ngọ là thay vô cái từ gì cũng được, tục tiểu cũng được, nhã nhặn mà cai nghiệt cũng được, mà khinh bỉ cũng được, tức là chửi, chửi thẳng thừng. Thằng nào, con nào nhận lễ của tao, nhận lễ của tao mà không phù hộ tao được, để cho tao lúc thì hên, rồi lúc mà lại xui. Thế vậy là cái bài này có nghe đấy, mà nếu như Phật tử mà chịu có và tư duy, tu tập thiền định rồi tư duy, các vị thấy nó rất là rõ, và nó là có thể nói nó là chân lý chứ không phải là tầm thường. Thì tóm lại là một bài thơ có bốn câu thôi, nhưng nếu Phật tử để ý, các vị sẽ thấy cái công dụng của nó có thể giúp ích cho những người Phật tử chân chánh vừa vào đây mà tỉnh thức, mà thấy được cái lẽ phải của cái việc nguyễn hoặc quan đường mê tín vì đoan cầu nguyện khấn vái không có lẽ gì hết. Đạo Phật không chủ trương cái đó. Để tôi đọc lại nguyên bài: lễ bái ông gì, lễ bái ai, bao năm lễ bái bấy năm cầu, khấn cầu không được hên xui mãi, ba ngọ ông nào nhận lễ tạo. Các vị có thể nói rằng ba ngọ bà nào nhận lễ tao, mình đi giái bà, mình đi cúng bà gì đó, bà nào đó ở đâu đó, nhưng mà cúng bà rồi về trời ta coi trên đường về chưa gì hết trơn, là đi xe đụng bị thương bị tích, có người chết gì đụng xe cũng có. Vậy thì đi cúng bà, mà nếu mà bà phù hộ được thì tại sao mà bà để cho người ta là tai họa như thế? Hay là thầy nào đó, cô nào đó, cậu nào đó nhận lễ rồi, tại sao để cho người ta có thể bị xui xẻo, bị tai họa như thế? Thành ra là cái từ ba ngọ, ông nào hay là quân nào hay là cậu nào hay là thằng nào cũng được, nổi giận rồi thì bây giờ không có kể gì nữa hết trơn. Khấn cầu không được hên xui mãi, ba ngọ cô nào nhận lễ tao. Nếu mà đi cúng cô rồi thất bại, cô không giúp được, thì cứ nói ba ngọ cô nào nhận lễ tạo. Đó là một cái bài thơ trong cái tập thơ của Như Quyển Thiền Sư. Thế thì bây giờ tôi trở lại vấn đề.
là chúng ta học đạo Phật, tức là chúng ta học chánh pháp, học chánh pháp để thực hành chánh pháp thì mới có đem lại lợi ích. Chứ mình nhân đệ tử Phật mà không thực hành chánh pháp, không theo lời kinh điển dạy để mà tu mà sửa, thì cái lễ bái và cái cầu nguyện, cái van xin đó không phải đệ tử Phật được. Vì thế mà cái ngày chủ nhật tuần trước tôi nói lần đầu tiên đó, là cái đề tài tham thiền đó, tôi mong rằng là các Phật tử để ý. Lần trước tôi có nói, kể cả tu niệm Phật A-di-đà cầu sanh tịnh độ như trước giờ chúng ta làm đó, Phật tử học đấy, cũng là phải tu thiền. Mà còn mà đi chuyên sâu về thiền á, thì thiền là một phương pháp tư duy tu tập của đạo Phật. Không có cái tông nào trong 10 tông Phật giáo Việt Nam có ứng dụng cả 10 tông cơ. 10 cái tông chỉ tu hành khác nhau, nhưng mà không có tông nào không có thiền định, không có thiền tông ở trong đó mà gọi là đạo Phật được. Thiền là một phương pháp tu nòng cốt ở trong các tông khác. Các tông khác đều cái đường lối tu tập và dạy cái pháp hành có khác, nhưng mà cái chủ lực, cái nòng cốt, cái trọng tâm tu tập của đạo Phật là phải tu thiền. Cũng như tất cả những các cái vị mà nữ công gia chánh mà nấu ăn ngon trong một nước hay là ngon cho toàn thế giới, không bao giờ rời khỏi muối, không bao giờ tách muối ra, bỏ muối ra mà các vị nấu ăn được. Không có cái món thực phẩm ngon nào mà không có muối mà những cái bà nội trợ nấu ăn được. Thiền cũng vậy. Các pháp môn tu thiền, tu định, tu tịnh, tu mật, tu chôn ngôn, tu pháp tướng tông hay là Hoa Nghiêm tông vân vân, đều phải có cái chất liệu thiền thì mới là thành đạo Phật thôi. Thế thì cái lần trước đó, các vị Phật tử gần xa để hiện tượng nghìn xưa tánh tịch nhiên, cái câu đó bài trước đó, rất là bao quát cả kinh điển Đại Thừa. Cái tư duy chứ phải thấy cho được cái tánh hiện tượng nghìn xưa tánh tịch nhiên, không nhân không ngã, không ngã chẳng ai phiền, chân như vô tác không vô tướng, vô tác không vô tướng, là tam giải pháp môn. Mà cũng có thể nói đó là tam pháp ấn trong kinh điển Đại Thừa. Ba pháp đó đóng con dấu chứng nhận rằng thành tựu được ba pháp đó là thành tựu được tối đại thừa thiền. Chân như vô tác không vô tướng, châu biến hàm dung vượt thủy chung. Người đệ tử Phật phải tập tu tập châu biến hàm dung quán. Đó là cái bài trước. Châu biến hàm dung quán là mình phải tư duy quán chiếu thấy học di sản là cái nhân của quả địa cầu. Quả địa cầu tuy lớn vậy nhưng mà không ngoài bỏ cái hạt di sản ra,
bỏ hạt vi thần ra, bỏ từng hạt vi thần ra thì không có quả địa cầu. Vậy thì quả địa cầu coi lớn vậy đó, nhưng mà cái nhân của nó là vi thần. Thế thì là do vi thần, nhiều vi thần mà thành được địa cầu, và có địa cầu mới có ra thực vật, động vật và khoáng vật. Vậy thì thực vật, động vật và khoáng vật đó từ trong chất liệu của một vi thần có mà có ra. Thì cái lối quán tu tập mà tư duy quán chiếu như vậy đó, ta gọi là châu biến hàm dung quán. Quán như vậy để thấy rằng là dạng pháp do nhân duyên trùng trùng tương quan tác dụng mà nó hình thành. Do vậy cho nên trong một cái chất liệu nhỏ xíu như là một cái vi trần, vi tế của vi trần như vậy đó, mà nhờ nhiều cái đó nó làm ra thành quả đất. Mà có quả đất thì phải có các cái loài thực vật, có cây lùm rùm mọc lên. Rồi cũng từ có quả đất mà có là các cái loài động vật không biết bao nhiêu mà kể, cho tới ngày nay là những cái nhà dạng vật học cũng chưa nói hết được tên cỏ cây và tên của các cái côn trùng của động vật. Và cũng từ cái học vụ nhỏ xíu đó duyên khởi ra, nhân ra thành ra quả đất, mà có ra khoáng vật ở trong các vùng, các nơi. Cho nên là cái pháp quán mà châu biến hạt dung đó, để thấy được cái lý dương sanh của đạo Phật, phải nói rằng nó là cái chân lý tận cùng, không có thể bác bỏ được. Trừ ra những người có cái chủng tử của ngoại đạo, không có nghe giáo lý của Phật, thì người ta có thể bác bỏ kiểu nào đó là tùy ý của người ta. Chứ còn người đệ tử Phật mà có tư duy, có quán chiếu, có tu thiền, thì sẽ thấy rõ là một là tất cả ở trong một. Một có kể cả một vi trần. Bởi vì không có một vi trần nhỏ xíu thì không có cái cục đất. Không có cái cục đất thì không có là mẫu đất. Không có mẫu đất thì không có là cái quả địa cầu. Nhân ra nhiều mẫu đất nó thành ra cái mặt đất của quả địa cầu. Do vậy cho nên là quả địa cầu không ngoài, không rời một hộp vi trần nhỏ xíu. Mà khi đã có quả địa cầu rồi thì là thực vật trên đó, sanh trên đó, động vật sanh trên đó, rồi khoáng vật cũng sanh trong đó. Đại để bây giờ thì khoa học ta gọi có ba cái thứ vật đó mà được biết, được thấy, nhận thức rõ trên mặt địa cầu thì không rời quả đất. Mà không rời quả đất có nghĩa là không rời cái chất liệu của một vi thần. Đó là cái lối quán như vậy, thì gọi là châu biến hàm dung quán. Thì tôi xin thưa là mình học là học vậy, rồi mình tư duy, rồi mình quán chiếu, rồi mình sẽ sử dụng, mình moi móc, mình phát hiện cái tự nhiên trí, cái vô sư trí ở trong mọi con người vốn có. Chứ bất kỳ ông pháp sư, ông giảng sư nào trên thế giới mà nói cho Phật tử mà nghe mà bằng lòng, mà hiểu kỹ, mà hiểu rõ ngay trong tức khắc, không bao giờ có, không bao giờ có. Cho nên tôi nói như vậy, tôi biết rằng là Phật tử gần xa có người nghe hiểu được, và từ cái đó mà làm cái cơ bản nhận thức, để rồi mình tu tập, mình tư duy, mình thiền định, để mình đào sâu, mình sử dụng cái vô sự trí, cái tự nhiên trí, cái nhất thiết trí vốn có ở trong mọi người. Chứ lời nói của giảng sư không bao giờ nói cạn, nó cùng tận được. Và nếu nói khác hơn nữa đó, cao hơn nữa đó, mà đừng sợ người ta nói tội lỗi đó, là lời nói của Như Lai đi nữa cũng không làm cho người ta nghe rồi, là một cách nó cùng tận được. Bởi vì lời nói của Như Lai trong Ba Tạng Kinh Điển cũng chẳng qua là phương tiện thôi, cũng là ngón tay chỉ tăng thôi. Cái người muốn nhìn tăng là phải khéo nhìn tăng, phải biết nương ngón tay mà nhìn.
chứ là cái ngón tay đó bất cứ là của ai, của Đấng Thế Tôn, của Đấng Như Lai vô thượng, mà Như Lai chỉ mà không biết cách nhìn, thậm chí là con mắt mờ, không con mắt không thấy gương, mà đòi nhìn căng thì con là dầu là ngón tay Phật bằng vàng đi nữa cũng cái người đó cũng không nhìn thấy căng được. Chỗ đó là cái chỗ mà mọi người phải phát triển cái bồ đề tâm của mình, học chánh pháp rồi phải hành chánh pháp thì mình mới khai quật cái tự nhiên trí, cái vô sự trí, cái nhất thiết trí vốn có của mình thôi. Thế thì là hôm nay tôi tiếp tục cái đề tài là tham thiền thứ hai. Hôm nay tôi nói về cái đề tài tham thiền bài thứ hai. Tôi đọc cái bài thi tham thiền hai trong cái tập thơ của Như Nguyễn Thừa Sư. Đối cảnh vô tâm khỏi luận thiền, tham thiền năng sở rõ phân minh, quán tâm quan cảnh tùy duyên đến, tính tưởng quan đường nghĩ viễn vong. Ở đây thì tôi cố gắng moi móc bóc lấy ở trong kho tàng giáo lý của Phật, như trong cái lời phi lộ mà tôi viết ở đầu tập thơ của Như Nguyễn Thiền Sư. Thiền Sư Như Nguyễn chỉ làm cái việc chơi bằng cái cách là moi, là móc, là rách, là xé cái kho tàng đồ sộ, kho tàng giáo lý đồ sộ của Đạo Phật, đem ra chế biến làm thức ăn. Cái nào là bánh là bánh, cái nào là xào nấu là xào nấu, chế biến thành thực phẩm để tặng cho những người Phật tử hữu duyên. Thành ra là tôi mà móc từ miếng nhỏ vậy đó, tôi làm một bài thơ bốn câu vậy thôi. Cho nên nếu các Phật tử đồng ý mà chơi nhiều quá thì Sư Như Nguyễn thì không cần học nhiều, học lần bốn câu thơ vậy thôi. Rồi đương nhiên là các vị phải văn như tư như tu, nghe rồi suy nghĩ. Chứ Thiền Sư Như Nguyễn cũng không bắt buộc mọi người phải nghe theo bằng một cách không cần tư duy phân biệt. Đạo Phật không chơi cái đó, không cho phép làm cái đó. Dù là Như Nguyễn Thiền Sư nói, dù là bất cứ Thiền Sư nào, các vị nghe rồi cũng có thể phân biệt, phải trái, suy nghiệm đúng sai, rồi mới ứng dụng, mới thực hành. Gần đây thì tôi cũng xin mở cái ngoặc để nói một chút. Tôi có mở cái trang web Hải Triệu Âm, mà phát ra cũng được mấy năm nay đấy. Các Phật tử gần xa, trong nước ngoài nước có nghe đấy. Thì cũng có những cái số Phật tử người ta dựa theo những cái lời giảng dạy hoặc là dựa theo những cái bài thơ, có người đóng góp ý kiến tỏ vẻ vui mừng, rồi họa theo cái chiều hướng thuận lợi, có nghĩa là đồng ý nhất trí và triển khai thêm cái ý tứ tu tập của mình chen vào. Đó là cái cách chơi của những người chơi thơ, quả thơ. Đương nhiên là cũng có người ta quả thơ, có ý thơ trái ngược cũng có.
điều đó không sao hết. Tuy nhiên là nhân dịp này tôi cũng xin gửi lời tới các vị đã có xem cái trang web Hải Triều Âm. Chơi ở đây á, mình chơi trong cái phạm vi của những người đệ tử Phật học đạo, hành đạo, để rồi mình sẽ được chứng đạo, có được cái sự an vui, cái sự giải thoát tâm hồn của mình. Chứ cái trang web Hải Triều Âm không phải là cái chỗ để mà đưa ra những cái chủ đề nào đó để mà đối thoại, để mà công kích, để mà đả phá lẫn nhau. Trang web Hải Triều Âm không có cái chủ trương, không có cái lập trường đưa ra những cái ý tứ, những cái lời lẽ để công kích, để đối thoại, để lý luận, để đả phá lẫn nhau. Cho nên là có thể nói rằng cái trang web Hải Triều Âm là cái trang web nội bộ của những người đệ tử Phật bằng lòng nghe chánh pháp, học chánh pháp để hành chánh pháp. Nếu có những điều thắc mắc chưa bằng lòng thì cũng phải có những cái tư tưởng mà trong đó có lòng cái thiện chí, học chánh pháp, hành chánh pháp để tu theo chánh pháp. Chứ nếu như mà một là tỏ vẻ ba lơn, tỏ vẻ ba lơn cái thái độ là xem thường, hoặc là có cái lời có vẻ như là công kích, bôi nhọ, đả phá, thì tôi cũng xin nhắc nhở là nếu cái tư tưởng đó thì cái người mà chủ của cái ta thực hiện cái trang website đó, cái trang web đó, thì người ta bôi bỏ thôi, ta bôi bỏ mà rồi mình đừng có buồn, mình đừng có mất lòng. Cái điều đó mình gửi tới người ta có quyền, người ta không cho nó tồn tại trên cái trang web đó. Cho nên ở đây mình chơi, mà chơi với cái thiện chí, chơi với những người mà đồng hội, đồng thuyền, đi trên con đường đạo Phật, học đạo Phật, hành đạo Phật, để lượm lặt những cái điều mà Phật dạy, đem lại sự giải thoát, sự giác ngộ, sự nhẹ nhàng, sự hạnh phúc cho thân tâm, cho gia đình mình, và ảnh hưởng tốt cho nhiều người khác. Còn những cái lối lý luận ba lơn, lý luận là bất chấp lẽ phải, có vẻ bôi bác, có vẻ xem thường, thì cái trang web này có thể gạt bỏ ra ngoài. Mà các vị đừng có phiền muộn, đừng chấp nhất, mà xin nói như thế. Bây giờ chúng tôi xin đi trở lại về cái đề tài tham thiền hai. Tôi đọc cái bài thơ này. Đối cảnh vô tâm khỏi luận thiền, tham thiền năng sở rõ phân minh, quan tâm quan cảnh tùy duyên đến, tránh tưởng quan đường nghĩ viễn vông. Đó là bốn câu mà tôi xin triển khai hôm nay. Cái câu đầu của bài thơ, đối cảnh vô tâm khỏi luận thiền, cái câu đó là trích cái ý tứ của cái bài thi của Trúc Lâm Sơ Tổ
là cư trần lạc diệp thả tỳ diêm cơ tắc sa hề quyển tích miên gia trung hữu bảo hưu tầm bích đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đối cảnh vô tâm khỏi luận thiền, tôi dịch cái câu của Trúc Lâm Sơ Tổ là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, nghĩa là cái người mà một người đệ tử Phật đạo đó học chánh pháp, hành chánh pháp và ứng dụng tu tập chánh pháp, mà đến cái lúc mà đối cảnh vô tâm thì khỏi bàn bạc, khỏi học hành, khỏi đàm luận về vấn đề thiền tịnh gì nữa cả. Tịnh không bàn mà thiền cũng không bàn. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Thì cái ý tưởng đó là cứ theo cái bài thơ đó đó mà. Cứ rằng lạc đạo thả tự nhiên, cơ tắc sa hề quyển tất biến. Tu hành trên cái đường tu hành ngu ý đạo là tự nhiên thôi, là mà tu hành cái kiểu của Trúc Lâm là Sơ Tổ đó, là đói là ăn, khát thì uống, buồn ngủ là đi ngủ. Tu thiền cái cách của Sơ Tổ Trúc Lâm là vậy đó. Tự nhiên tu tập mà nó đã tới cái trình độ nào đó rồi thì đó là cứ ăn, đói bụng thì cứ kiếm đồ ăn, khát nước thì cứ tìm nước mà uống, và khỏe thì thức thì hành thiền, tỏ thiền, hoặc là làm công việc lặt vặt cũng là thiền, mà nếu mệt rồi thì cứ ngủ. Các ông đã ăn mệt thì đi ngủ tức khắc, không cần ráng, không có ráng ngồi cho đúng giờ nha. Thông thường là những người tu là ưa đặt ra cái thời khóa biểu, có bữa gì nó mệt, nó bệnh trong người, nó không khỏe, mà nói thầy dặn tí ngọ mẹo dậu, giờ tí là từ 11 giờ đêm cho tới 1 giờ đó là giờ tí. Như thế thì ngồi thiền bây giờ tí là phải ngồi tới 2 tiếng đồng hồ. Mà giờ bữa nay trong người đó, mấy bữa khỏe rồi thì ngồi 2 tiếng đồng hồ được không? Mà bữa nay trong người nó mệt nhọc quá. Nhưng mà mới có tới 12 giờ 10 phút mà nó mỏi mệt quá. Nhưng mà giờ cứ ra ngồi cho đủ 2 tiếng đồng hồ cho hết giờ tí. Không phải vậy. Cái đó là không đúng với cái thiền của Sơ Tổ Trúc Lâm. Mệt là cứ ngủ. Thậm chí cái bữa đó tới giờ tí không ngủ, không ngồi nổi cũng được. Cứ nằm mà thiền cũng được. Mà nếu nằm mà thiền nó còn tỉnh thì thiền, còn nếu nó mệt quá là không ngủ luôn cũng được. Thiền giờ khác. Giờ chiều giờ dần giờ mẹo gì cũng thiền được hết. Chứ không đợi là giờ tí. Rồi những cái chỗ mà cái xứ mà trời nóng như lửa vậy đó, mà giờ ngọ thiền, thầy dạy tí ngọ mẹo dậu phải thiền 40 giờ đó. Giờ ngọ 11 giờ cho tới 1 giờ đó là giờ ngọ đó, mà ráng mà ngồi 2 tiếng hồ trời nóng như lửa vậy đó. Hồi đó tôi biết là có vị thiền sư cũng huynh đệ tôi, nó chơi, nó muốn cất cái chùa. Cái chùa đó nó mới lãnh cái chùa, ảnh mới lãnh cái chùa, mà cái chùa đó cái chỗ nhà ăn với nhà gọi là nhà thiền đó, nó còn sập sệ bằng tôn đó. Cái ảnh dời người ta đang từ cái chùa an lành lớn là phong lầu đẹp vậy đó, và ảnh chơi anh em ảnh lãnh cái chùa rồi ảnh mời người ta đem về cái nhà tôn của ảnh đó.
nhà ta nóng như là cái lò nướng bánh mì vậy đó, mà anh đem người ta về đó anh dạy ngồi thiền để nóng quá người ta chịu không nổi, đặng là quên thiền cho nó dễ. Chơi kiểu đó mà cái giờ bây giờ ngọ ngồi thì kiểu đó thôi thì chết thì sướng hơn. Cho nên là ở đây theo sơ tổ đó thì là cơ sang gì đó phải thôi mới nói nãy qua rồi. Cái bài đó là cơ tắc sa hề quyển xuất miên, cơ trần lạc đạo thả tự nhiên, cơ tắc sa hề quyển xuất miên, đói ăn khát ổ mà. Vì sao vậy? Vì cái trình độ tu thiện này đó là gia trung hữu bảo hưu tầm mít. Người ta biết rằng là ở trong con người của người ta đó, nó có cái chất, nó có cái chất Phật rồi, nó có cái Phật tánh rồi. Cho nên là Phật ở trong con người của mình, trong đầu mình, trong trí mình. Vì vậy cho nên là cái ngồi 1 giờ, 2 giờ hay là ngồi mấy bao nhiêu giờ đi nữa cũng vậy thôi. Cái vấn đề là mình phải biết rằng là ở trong Phật, ở trong mình, ở trong con người của mình, cái Phật tánh đó là mọi người vốn có. Cho nên là tìm Phật, gặp Phật là tìm gặp Phật tánh. Mà Phật tánh thì không phải đợi tí ngọ mèo dậu mới có. Cho nên lỡ cái giờ tí ngọ mèo dậu thầy dạy, mà nếu bữa đó nó mệt mỏi quá là cứ ngủ khì đi, không sao hết. Chừng nào thức dậy thì không bao giờ quên cái Phật tánh vốn có của mình. Đi cũng sống trong Phật tánh, đứng nằm ngồi nhất cử nhất động ở đâu lúc nào mình cũng thường xuyên gặp gỡ, sống với cái Phật tánh thanh tịnh của mình, với cái chất thường lạc ngã tịnh vốn có của mình. Đó là gia trung hữu bảo của sơ tổ đã nhận thức như thế. Con người mình lúc nào cũng có cái chất thường, chất lạc, chất ngã, chất tịnh, bốn đức của Niết Bàn. Mà tại mình không biết thôi. Mình để cho những cái tham dục về mừng, về giận, về thương, về sợ, về yêu, về ghét, về muốn. Nó sinh ra tham, rồi sân, rồi si. Cho nên nó làm cho cái của cải trong nhà mình mà mình không thấy, không biết, mình quên nó đi, mình không sử dụng nó được. Do vậy mà buông lòng ấy, mình phải nghe lời thầy dạy, mình phải ngồi là để tìm lại cái tiền của ngọc ngà châu báu vốn có của mình. Mình trở lại, mình tìm lại. Còn đây ta biết rằng là trong nhà ta có rồi, có rồi, tao không cần đi tìm kiếm gì hết. Gia trung hữu bảo hưu tầm mình. Trong con người ta có những cái Phật tánh, có những cái tánh chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, sử dụng lúc nào nó cũng sẵn sàng có. Cho nên tao cần phải lựa tí ngọ mẹo dậu gì hết. Đó là thiền của Trúc Lâm Sơ Tổ, người ta đưa ra cái phương pháp thiền nó sâu sắc như thế. Nhà mà tiền của đầy kho đầy ấp rồi, trong tủ trong lưu trong khạp chôn giấu có, trong tủ có, gửi ngân hàng có, thì cần gì phải lấy lúc nào mới phải hẹn giờ. Không cần hẹn giờ, muốn xài lúc nào là có lúc này. Cho nên không cần tí ngọ mèo dầu, không cần dần thân tị hợi gì cả. Cái đó khó à. Chứ nhiều người học thiền cái là thầy dạy tí ngọ mèo dầu là chết rồi mấy giờ đó. Còn mấy giờ khác thì chỉ lộn cũng có, chơi hụi cũng có, cho dai cũng có, đi bán nói giá thì trời dưới đất
để cho người ta lầm để lấy tiền cũng có, mà rồi đúng tiếng ngồi mèo dậu dần thân thì hơi thầy dạy cái rồi ngồi đó ngồi chết cho đủ 2 tiếng đồng hồ. Có người nói tôi lập cho hơn thầy tôi dạy tôi ngồi tới 3 tiếng nữa chứ, 3 tiếng rồi còn đi khoe tùm lum. Mà tôi năm nay, năm ngoái tôi thiền có 1 tiếng rồi mà khó, rồi năm rồi tôi thiền được 2 tiếng, năm nay tôi thiền tới 3 tiếng một lần. Không phải vậy, đạo Phật không phải tu thiền bằng cái cách thi đua ngồi như vậy, cũng không cần tí ngồi mẹo dậu dần thân tị hợp như vậy. Gia công ngữ bảo hưu tầm mình chí đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đối cảnh vô tâm, cái đó cao lắm đấy. Đối cảnh vô tâm đây có nghĩa là đã tới cái trình độ nhìn giảng pháp qua cái nhãn quan của Bát Nhã Ba La Mật. Luôn luôn người ta sống ở trong như quyển tâm ma đề, ta nhìn giảng pháp hữu vi như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diện, như cà tác bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Nghĩa là người ta thấy, người ta nhìn hiện tượng giảng pháp như là không có gì, dù có đó nhưng mà ta nhìn coi như không có gì. Hiện tượng giảng pháp nó như là cảnh tượng trong chiêm bao, không có gì, như huyễn, như hình ảnh trong tivi, trong cinema, không có gì, như bọt nước trời mưa nổi lên rồi xẹp xuống, không bao giờ cái bọt nước đó mà tồn tại, cho nên bọt nước cũng không có gì. Như cái bóng của con người, như cái bóng của cái cây, con người có cái bóng, cái cây có cái bóng, bây giờ cái bóng đó là do có con người thì có bóng, do có cái cây thì có bóng. Đối với ánh sáng mặt trời, với con người, với cái cây thì có cái bóng, nhưng mà cái bóng đó cũng không bao giờ nắm bắt rờ mó nó được. Như mùa sương cũng không có gì, thấy nó mù mịt vậy đó, mà hốt nó, mà cào nó, mà cầm nắm nó cũng không có được gì. Như điện chớp của trời sắp mưa vậy, thấy nó ghê gớm như vậy, có thể nó làm chết người vậy đó, mà đố ai mà cầm giữ nắm bắt nó được cái gì. Các cái nhà khoa học trên thế giới, người ta nói một lần điện xẹt quẹt 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 trên đó như vậy đó, là nếu mà giữ nó lại được thì nhân loại này là xài cả ngàn năm. Cái điện đó nếu đem cho nhân loại thì xài cả ngàn năm, bởi vì nó vô cùng mạnh, cái cường độ của nó rất là dữ dằn, chia ra thành ra từng ampere, từng watt, từng volt ra, thì nhân loại này xài cả bao nhiêu ngàn năm không chừng. Cho nên điểm nó nói vậy đó. Rồi như cả thác bạc thành, như là cái như dương diệm là cái ánh nắng chập chờn của nắng gắt của mùa hè, cả thác bạc thành là của cái thành mà không có thật. Cái phần đó là do sương mù, là do ánh nắng, là do hơi nước nó bốc lên mà trên thuyền Nguyễn Du nói long lanh đá nước in trời và thành xây khói biếc non thơi bóng vàng. là cái thành đó không có thiệt, thấy nó chập chờn nó không có rõ. Như cái cành bông mà nó in vô trong cái mặt gương vậy, cũng đố ai tìm là cái bông đó là cái gì, và gương cũng không có nắm giữ cành bông đó được. Đó thì là cái người mà đối cảnh vô tâm đó, là phải cái người mà thường trú ở trong như quyến tâm muội như vậy, thì cái người đó không cần tu thiền. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, cái người đó đã tới cái trình độ thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết và thấy tất cả.
nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết, giống như không nghe gì hết mà nghe tất cả, biết tất cả mà giống như không biết gì hết, giống như không biết gì hết mà biết tất cả. Đạt tới trình độ đó thì đối cảnh vô tâm mạc vẫn thiện, không cần luận về thiện, về thiền, về tánh gì cả. Đó là một cái câu mà trích thì dẫn ở trong cái bài thiền của sơ tổ Trúc Lâm, dẫn câu đó. Nhưng mà trong phạm vi của cái bài mà tôi sắp nói đây đó là chúng ta không ứng dụng câu đó được. Câu đó là phải đạt tới cái trình độ mà thường xuyên ở trong nhiều quyển Tam A Đề, nó đạt tới trình độ tu mà không tu, không tu mà tu, thiền mà không thiền, không thiền mà thiền, thấy như không thấy, như không thấy mà thấy. Thì đạt tới trình độ đó là chúng ta chưa ở đâu. Bây giờ đây nè, bắt đầu cái câu thứ hai đây nè. Tham thiền năng sở rõ phân minh. Thiền này đây nè, cái ứng dụng chúng ta tu tập cái câu thứ hai này nè, chứ còn câu thứ nhất là chưa, không phải ai cũng làm được. Đương nhiên là có người làm được, nhưng mà làm người làm được mình chưa biết là ai, mình không thể chỉ người đó ra được. Dù người đó người ta có rồi mà mình cũng không thể chỉ được, bởi vì cái người uống nước là lạnh nóng tự biết, người uống cà phê là cà phê ngon cà phê dở tự người đó biết, chứ còn cái người khác nhìn vô mà biết người ta uống cà phê ngon hay dở không, không bao giờ biết được. Nhìn người ta uống trà, trà gì, trà ngon hay trà dở, người ngoài nhìn không bao giờ nói được cái đó. Do vậy cho nên là giá như có người mà đối cảnh vô tâm rồi đó, bạc vấn thiền rồi đó, mà mình chỉ ra mình cũng không dám chỉ, mình cũng không dám chỉ, mình chỉ có thể là không trúng, có thể là mình lầm, hoặc có thể là người ta có rồi mà mình không biết. Cho nên là cái tu của mình đây đó, cái bữa sinh hoạt hôm nay đó là tham thiền hai này đó, là chúng ta tu trong cái câu thứ hai của bài thơ là tham thiền năng sở rõ phân minh. Đó, bởi vì là gần đây á, trên cái xã hội ngày nay cũng như là trước đây cũng như hiện giờ và sau này cũng vậy thôi, mọi người đều không có nhất trí với nhau, kể cả mọi người cùng là đạo Phật cũng không nhất trí nhau về vấn đề tu tập, không nhất trí trọn vẹn nhau về vấn đề tu tập. Cho nên thì có những vị cũng gọi là thiền sư mà người ta dạy thiền nó nhiều thứ lắm. Có người ta dạy ngồi lần 3 tiếng thì gọi là thiền. Mà quán tưởng cái gì thì người ta cũng không có nêu ra cái để mà quán cái gì, tưởng cái gì, và quán sao, tưởng sao ta cũng không nói. Mà vấn đề là ngồi 3 tiếng là coi như là thiền rồi. Nhưng mà thật sự theo đạo Phật là ngồi lâu cũng không gọi là tu thiền giỏi. Còn có người thì là dạy tu thiền là phải ngồi đó, ngồi chết sững như vậy đó, để cho mình gần như là tượng đồng, tượng gỗ, tượng thêu, tượng vẽ vậy đó. Thì cái đó thì không thành công rồi. Ai cũng biết rằng nếu thật sự mình được như tượng đồng, tượng vẽ, tượng thêu, tượng gỗ, tượng đất thì mình đã chết rồi, chứ mình không còn là một con người, là một động vật nữa. Mà cái đó là phải chết rồi, chết rồi nó mới thành vậy được. Còn nếu mà chưa gọi là chết đó thì không bao giờ mình thành trơ trơ như là tượng đồng, tượng đất, tượng gỗ, tượng đá, tượng thêu, tượng vẽ được. Cho nên cái pháp dạy tham thiền mình ngồi sững để không biết gì đó, để cho nó thanh tịnh đó, cái đó là sai. Cái đó người giác thiền sư đã dạy rồi: thùy vô niệm, thùy vô sanh, nhược thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan, mộc nhân dấn, cầu Phật thi công, tảo giảng thành. Ai là người thường ước mơ vô niệm? Ai là người hằng mong đạt đến vô sanh? Cái người mà ngồi sững đó là hy vọng mình là vô niệm vô sanh đó. Vô niệm vô sanh là cái ước mơ cuồng vọng hão huyền.
rất quan uổng quá đá một kiếp người tràn đầy linh động. Để trắc nghiệm xin hỏi cái ông robot người máy giờ ta làm ông robot là làm việc được á, giúp việc nhà được á. Để trắc nghiệm xin hỏi ông robot người máy quả bồ đề bao năm tháng nữa ông thành. Cái người robot có thể là quét nhà được, có thể là lau tủ lau bàn được, có thể là xây mình điều hành nó bằng cái cách mình bấm cái nút điều khiển đó là nó làm được đấy. Nhưng mà bảo nó hỏi nó chừng nào thành Phật, không bao giờ có. Chẳng qua là ta làm cái bộ nhớ của nó, bộ phận anh làm được bao nhiêu việc, rồi trang trí cái nhà cho đúng chỗ đúng việc thì bấm nút đó gài nút đó rồi nó ở nhà nó làm. Bữa đó từ đó tới đó lại đó là đổ gạo vô bấm nút đồ cơm điện nó làm được. Từ đó tới đó cái khoảng giờ đó nó bấm nó lại đó nó bấm cái nút máy giặt thì được. Nhưng mà hỏi chừng nào nó thành Phật là nó không có, bởi vì nó là người máy, nó là robot, thì cái người đó không bao giờ thành Phật được. Thì nếu mà mình ngồi thiền mà mình luyện cho mình cái là sững sờ, bất động, vô trí, như là người tượng đồng, tượng đá, tượng đất, tượng gỗ, tượng theo, tượng vẽ, thì mình cũng nói theo bây giờ thì mình giống như robot đi, thì không bao giờ thành ông gì được hết. Do vậy cho nên là mình học Phật á, tham thiền năng sở phải phân minh. Năng thiền là con người, sở thiền là cái đối tượng mà mình phải tu qua, chứ không thể là ngồi sững sờ bất động. À hết giờ rồi, xin ngừng ở đây. Xin ngừng ở đây, hôm nay xin ngừng ở đây hết giờ. Xin các Phật tử là quan hỷ ha. Mỗi bữa mình cứ từ từ nghe tiếp vậy đó. Tại vì tuần sau tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu trao đổi về cái bài tham thiền thứ hai. Mong rằng là các Phật tử gần xa đón nghe rồi tôi cũng xin nói là nghe là tư duy rồi quán chiếu rồi mới tu tập, chứ không phải là thầy nói gì cũng nghe. Xin lần tại đây A Di Đà Phật. Hồi trước thì mình học ở tại lớp là mình có cái bài tứ hoằng thệ nguyện ra sao chót, là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô tận thệ nguyện thành. Thì bây giờ mình không có chấp tay cầu nguyện nữa, thì đại để là mỗi một cái lúc mà mình nghe một buổi pháp thoại xong rồi thì mình cũng quán tưởng mấy câu đó đều được lợi ích như nhau. A Di Đà Phật, xin chào và chấm dứt ở đây. Xin các bạn nhìn luôn.
nhân sinh vô ngã vô nhân tựa hồ không qua vui thú chi giấc đi.